Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly Premium Roast Coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Loan Factory 714-444-9999, khách bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Anh Nguyễn Trường đang nói đến những vụ ăn cắp ở trong các cửa hàng bán lẻ, làm cho nhiều người họ đang rất là lo lắng về chuyện này. Ngày hôm qua có một khán giả ở ngay vùng Lido Sài Gòn này cũng đã gửi tin cho Ngọc Lan để nói rằng là nhà của cô ở vùng này đó trồng trái cây á, mà nhất là mãng cầu mà nó mới, cô nói là trái chứ chưa có chín, nó còn đang non thôi, nhưng mà những cái kẻ mà gian nó cũng đã lẻn vào để nó lặt sạch luôn, không còn một trái gì hết á. 8-9 đồng một pound đó. Trời ơi, mãng cầu ở trong hình này là minh họa thôi nha quý vị, chứ không phải này là mãng cầu, này là mãng cầu mễ. Bây giờ người ta cho like giống nhiều lắm. Đó, này là mãng cầu mễ nè, rồi mãng cầu Úc nè, rồi mãng cầu ở Ấn Độ gì, nó nhiều loại lắm. Chỉ riêng ở vùng này thì mãng cầu dai, tức là trái na thì chưa có trồng được. Nhưng mà biết rằng là những cái loại trái cây này nó đắt á, cho nên là họ cứ rình để mà bẻ. Cho nên nhiều người sống ở quanh cái vùng Lido Sài Gòn này, họ cảm thấy trồng cây thì thích, nhưng mà họ cũng lên tiếng là ôi bây giờ cái nạn mà trộm cắp không chỉ là trộm cắp trong các cửa tiệm sang trọng, mà trái cây cũng bị bẻ, cũng bị lặt nữa. Rồi với cái tình hình mà cái này là những cái vụ nhỏ nhỏ vặt vặt thôi. Quý vị biết rằng là trong thời gian qua đó, thì ở vùng San Francisco cái nạn mà trộm cắp rất là nhiều, không chỉ là trộm cắp trong các cửa hàng mà còn cái chuyện mà đập kính xe để mà lấy đồ đạc trong đó thì ở đây cũng rất là nổi tiếng. Thì bây giờ đó, nhiều người tự dưng cảnh sát trưởng rồi phó cảnh sát trưởng của những vùng này, họ nhìn thấy một cái hiện tượng không thể tưởng tượng được, đó là ông phó cảnh sát trưởng ở vùng này, ông nói rằng là tôi làm việc ở đây 40 năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy người ta bảo vệ xe của họ bằng cách đó là họ mở luôn cái trơn xe lên luôn. Để cho thấy là trong đó không có gì hết. Để cho thấy không có gì hết. Họ nói rằng là bây giờ không để gì trong xe thì người ta vẫn đập kiến để mà họ tìm coi cái gì. Thì bây giờ họ không có muốn là mình đi vô trong, xong khi đi ra ngoài đó thì nhìn thấy trời ơi cái xe mình nó tan nát vì đập kiến như vậy, phải dọn dẹp, phải clean up. Bây giờ họ đem họ mở luôn cái cốp xe sau lên để cho giống như là nhìn tuốt luốt vô trong, không có gì ở trong hết. Thì họ nói rằng á, bây giờ những cái kẻ mà kẻ gian á, nó có nhiều cái chiêu trò lắm. Thí dụ như trước đây khi người ta đặt những cái đồ ở trong xe, người ta sợ là chúng thấy. Thí dụ như họ đút ở dưới cái ghế xe, đúng không? Hay là để ví dụ laptop hay giỏ sách, nhiều khi cái lấy những cái áo khoác hay là cái gì đó phủ lên để cho chúng đừng có thấy. Nhưng mà người ta nói bây giờ họ tinh vi đến mức họ có những cái máy giống như là nó rà và nó biết là trong xe đó có những cái thiết bị điện tử như vậy, nó vẫn đập xe, cửa kính xe để lấy. Thì bây giờ dẫn đến cái hiện tượng là mở luôn cái trơn sau, cái cốp xe lên để cho thấy tuốt luốt. Nhưng mà cảnh sát nói rằng là đây không phải là cách để quý vị bảo vệ xe của mình. Không ai làm như vậy. Nhiều khi mở lên như vậy nó dẫn đến những chuyện khác, không phải là trộm cướp nữa. Ví dụ chúng có thể là đặt một cái gì vào trong đó, hay là làm sao mà biết được tại sao mình có thể mở cái xe mình tắt hoác ra như vậy rồi mình đi ra. Cho nên vẫn là an toàn. Cái quan trọng là họ đề nghị những cái khu mà shopping vòng quanh đây, những cửa tiệm đó, phải đặt camera nhiều hơn nữa. Rồi xe thì quý vị đừng bao giờ đặt những cái đồ quý giá hoặc là cái gì trong xe để bảo vệ xe của mình. Những cái xe cũng gắn những cái dashcam, những cái camera cho xe. Nhưng mà dứt khoát đây
cái chuyện mà mở cái xe tách khoác như vậy không phải là cách để cho quý vị bảo vệ xe của mình đừng có bị đập kính. Trong khi đó Ngọc Lan đang nói về cái nạn trộm cắp xe ở San Francisco thì trời ơi, coi ở trên mạng Facebook rất là nhiều người khi mà đi San Francisco về đều có một cái câu trả lời chung: xe bị đập rồi. Người nào đi San Francisco về cũng nói một cái câu là đi lên trên đó rồi đằng sau cái trân xe thì để đầy vali rồi có những đúng cái rồi. Hành lý này kia đó, rồi cuối cùng nó đậu ở đâu cũng bị đập hết, tức là đậu vào dọc đường ven đường cái gì đó cũng bị đập hết. Đó là San Francisco. Bây giờ nói ở gần hơn San Francisco, đó là tượng Đức Mẹ ở ngay Long Beach. Trong thời gian vừa qua ở trên mạng Facebook rất là nhiều người chia sẻ, có luôn cả video clip nữa, tức là những cái xe đậu theo dọc đường đó, con đường mà sát bờ biển đó, để vào thăm đài Đức Mẹ ở Long Beach. Thưa với quý vị, ngay gần đây thôi, rất là gần, từ đây tới đó là khoảng chừng 20 phút. Thì khi mà họ ra đó, kiến xe bị đập bể. Nếu mà quý vị nào có bóp đẻ ở trong xe nè, rồi có mấy laptop hay là iPad của con nít nó chơi đó, rồi để lại ở trong xe là coi như là bị mất. Họ nói rằng là cái nạn gọi là trộm cắp ngay cái chỗ mà tượng Đức Mẹ như vậy đó, nó phổ biến vô cùng luôn. Tức là người nào đi thì 9-10 người đi thì hết 8 người là bị đập xe rồi. Đó, cho nên đó cũng là một cái lời cảnh báo để quý vị có thể để ý. Tại vì cái khu vực này đó nó không có cái bãi đậu xe, mà nó chỉ có cái đậu xe dọc theo cái lề đường thôi. Đó, rồi xuống đó là đi vào thăm đài Đức Mẹ. Đó là tại Long Beach. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị nào mà đang trong thời gian vừa qua có nghe đó, là các quý vị mà đeo vòng vàng đồng hồ đi chợ là chợ A, chợ B, chợ C gì đó, rồi lúc mà đi ra khỏi chợ đi tới xe của mình đó, thì thấy có hai người lại rồi hỏi, làm bộ hỏi đường. Rồi sau đó họ dùng cái thủ thuật thôi miên hay là có cái phù phép gì đó, họ tráo luôn cái sợi dây chuyền vàng thật của mình và họ đeo cho mình cái sợi dây chuyền giả, hay là cái đồng hồ cũng vậy nữa. Họ đeo một cái đồng hồ thật là đẹp vào tay mình rồi lột luôn cái đồng hồ mình đang đeo ra mà không, nhiều người không biết luôn đó. 1-2 tiếng đồng hồ sau mới biết được là mình đã bị trộm cắp mất rồi. Thì cái bản tin cho thấy là thành cái này là lạy ông tôi ở bụi này nha Ngọc Lan nha. Cái chuyện này nó như vậy: 4 giờ chiều ngày hôm qua thì cảnh sát chặn một chiếc xe khả nghi lại và điều tra coi chiếc xe này là như thế nào, đang đi lòng vòng ở trong cái khu Garden Grove. Thì trong thành phố Garden Grove đó thì họ cũng được báo động như là thành phố Westminster là có nhiều cái trường hợp này đã xảy ra rồi, tấn công những người cao niên mà đeo vòng vàng, đeo đồng hồ đó mà đi ngoài đường đó. Thì họ chặn chiếc xe này lại thì phát hiện ra đây là cái bà này có tên là Floria Higosel. Đây là hai má con này nha, đây là hai má con đó. Trời ơi, thì bà này đang có một ha. Bà này đang có một cái trát tòa là ăn cắp tài sản đó. Thì cảnh sát vội vàng thấy bà có cái trát tòa là ăn cắp tài sản thì đưa bà về sở cảnh sát. Thì khi mà trên đường đi về sở cảnh sát Garden Grove thì họ để ý đằng sau xe cảnh sát có một chiếc xe chạy theo hoài luôn, chạy theo bám theo xe cảnh sát vậy nè. Họ cảnh sát quẹo hướng nào nó xe quẹo hướng đó, đó y theo. Cuối cùng cảnh sát chặn cái xe này lại thì là ông con này đang lái xe đằng sau lưng xe cảnh sát. Đó, đang hai đi, người này đi theo để giải vây cho bà mẹ hả? Hay là đi theo để coi đưa về đâu đó hay sao đó. Thì cảnh sát chặn cái xe này lại, bắt cái ông này ngay trước sở trụ sở của sở cảnh sát luôn. Thì cả hai người đều có trát tòa về tội ăn cắp tài sản. Ít nhất là tới 28 vụ rồi. Tức là hai người này là họ nói là người di dân gốc Romania. Họ thường xuyên đi ở trong tiểu bang California, Bắc với Nam. Rồi họ tức là thấy những người cao niên đeo vòng vàng, dây chuyền, thánh giá hay là Phật Bà Quan Âm, hay là đeo đồng hồ mà đồng hồ có tiền nha, mắc tiền đó, Rolex hay gì đó. Thì họ bắt đầu lại gần, rồi làm bộ hỏi đường, rồi làm bộ làm hào nhoáng, làm nhanh lắm. Trong vòng có 30 giây thôi là họ đã lột cái đồng hồ thật ra được và đeo cho mình một cái đồng hồ giả. Đến lúc mấy người này đi rồi đó thì cả tiếng đồng hồ sau người kia nhìn lại, ủa cái đồng hồ này của tôi thấy nó kỳ kỳ người ta. Lúc đó mới phát hiện ra. Thì hai người này đều bị bắt và tống giam vào trong tòa ngày hôm qua ở ngay tại thành phố Garden Grove. Thì họ đang kêu gọi
là những người nào là nạn nhân của những cái vụ mà trong mấy ngày vừa qua quý vị nghe đó, là mấy người đi ra từ ngôi chợ đi ra khỏi nó hay là từ nhà băng đi ra đó, thì tự nhiên có người tới hỏi đường rồi tự nhiên cái tráo mất đó hết nữ trang của mình đó, thì liên lạc với sở cảnh sát Garden Grove ở số điện thoại là 714-741-5836 để họ có thêm nhiều bằng chứng. Rồi một lần nữa thì số điện thoại của sở cảnh sát Garden Grove là 714-741-5836. Chính tôi đây là có nghe có một hai người đó, họ kể lại cái kinh nghiệm của họ khi mà bị lột đồ. Họ nói đang ngồi ở trước sân trước cửa nhà vậy nè, thì cái xe trở lại được một người xuống cầm cái tờ giấy làm bộ hỏi đường nha Ngọc Lan, làm bộ hỏi đường nè, sau rồi cái họ trầm trồ nhìn cái đồng hồ của tôi đang đeo, đồng hồ Rolex mà đời cũ rồi, họ nói wow này kia, rồi cái làm bộ sờ nắn để coi nè. Đến lúc người này rời đi xe đi rồi thì 15 phút sau nhìn lại thì ủa, đâu đại là cái đồng hồ của mình. Thế là họ mới biết rằng là trong lúc hồi nãy họ bị phân trí đó, không có để ý đó, họ bị lột ra từ hồi nào không biết nữa. Rồi cũng có một người cũng ngồi ở trước cửa nhà, một bà lão ngồi trước cửa nhà đeo sợi dây chuyền, rồi họ tới lột cái sợi dây chuyền ra, đeo vô sợi dây chuyền giả, lúc nào không hay luôn đó, rồi mất đồ. Thì đó, quý vị này là những quý vị mà cần liên lạc với lại sở cảnh sát Garden Grove ngay. Người ta nói đôi khi không phải là họ nghĩ là thôi miên thì không phải, nhưng mà họ làm rất là lẹ và khiến cho cái người đó đang giống như là họ đang không có tập trung thì họ đã làm xong rồi, cái hành động của họ rất là nhanh. Và khi mà họ đeo vào hay là họ đem những cái vàng đó ra, Ngọc Lan nhớ lần mà một vị độc giả mang đến để mà đưa cho mình coi là họ đã bị tráo đồ như thế nào. Trời ơi, cái dây nào dây nấy nó dày cui mà nó như một đống vàng vậy đó. Lắc tay có, dây chuyền có, rồi cà rá có, nhưng mà vàng chóe à, nhưng mà tất cả đều là đồ giả hết. Cho nên là khi mà có người nào mà tự nhiên tiến sát gần mình rồi ôm, mấy người đã hay có cái hành động đó, ôm cảm ơn hỏi cái gì đó rất là vồn vã, xong ra đâu đó là bấm sợi dây chuyền mất tiêu rồi. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại. Cảm hứng ở khắp nơi, những tác phẩm chưa được viết, những câu chuyện chưa được kể. Nhưng muốn tìm thấy ý tưởng, bạn phải dịch chuyển. Đó là lý do tại sao chúng tôi xây dựng một thế hệ xe điện mới. Tất cả được thiết kế để khơi nguồn cảm hứng trong bạn.